Tòa giám mục Phú Cường, ngày 1 tháng 4 năm 2024, thông báo về việc phong chức linh mục. Kính gửi cha tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh và toàn thể quý ông bà anh chị em giáo dân giáo phận Phú Cường. Kính thưa quý cha và ông bà anh chị em, Văn phòng Tòa giám mục Phú Cường hân hoan kính báo Đức cha Du Xe giám mục giáo phận Phú Cường sẽ chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho bảy phó tế vào lúc 9 giờ thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường 394 Cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Một Phó tế Du Xe Nguyễn Hiệu Chí, đang phục vụ tại giáo sứ Búng, giáo hạt Phú Cường. 2. Phó tế Phêrô Trần Quang Hiển đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Du Xe, giáo hạt Phú Cường. 3. Phó tế Phêrô Nguyễn Minh Hoàng đang phục vụ tại giáo xứ Phong Cốc, giáo hạt Tây Ninh. 4. Phó tế Phêrô Dư Ước Nguyện đang phục vụ tại giáo xứ Bến Sắn, giáo hạt Phú Cường năm phó tế du xe túc tạ đức thái đang phục vụ tại giáo xứ bình long giáo hạt bình long sáu phó tế francisco xavier nguyễn ngọc tho đang phục vụ tại tòa giám mục phú cường bảy phó tế mike chu anh tú đang phục vụ tại giáo xứ chánh tòa giáo hạt phú cường kính xin quý cha và ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho quý tiến chức để quý tiến chức sốc sắn dọn mình lãnh nhận thánh chức linh mục xin chân thành cảm ơn và kính chào linh mục tadeo lý nguyễn anh thi chánh văn phòng đã ấn ký